Xin thưa tới các thượng đế, nhiều khi ông Tơ bà Nguyệt ngỡ ngàng vì chưa có danh sách ấy thế mà đã nên đôi. Vừa rồi mình có đăng một cái video giới thiệu với các thượng đế trên giải chữ S một chiếc âm ly mới đét đèn đẹt của hãng GHS có model MA1625D, được nhà sản xuất trang bị cho 16 con sò than lớn. Tên của con sò công suất là C5200 và A1943. Tổng trọng lượng là 17 kg. Có Bluetooth, có mạch chống hú, chống rú, chống rít, có hai quạt để coi như làm mát cho âm ly, và có một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ, có một mức thóc thiên hạ vô song. Thiên hạ không ai dám bán cái âm ly này với một cái mức thóc như Khang Audio 1861. Mình cung cấp với một mức thóc đã được phần mềm chuyển đổi sang tiền Việt, đó là 1.880.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Lưu ý, chiếc âm ly mới đét đèn đẹt còn nguyên ở ni lông, không phải tháo ra, mình chỉ cắt cái này ra để coi như thế là test hoạt động thôi, chứ còn âm ly mới thì thôi khỏi về bàn nhá. Âm ly này có một sự nội lực coi như là rất chi là khỏe, khỏe như trâu, hùng hục như trâu húc bờ. Chỉ cần nói đến hùng hục như trâu húc bờ là nhiều người ưng cái bụng nha, nhiều người ưng cái bụng, nhiều người nghĩ bảo ôi rồi ôi, hùng hục như trâu húc bờ là ngày xưa thôi, chứ bây giờ làm sao mà hùng hục được như trâu húc bờ nữa. Thế nhưng chiếc âm ly này đúng là nó hùng hục như trâu húc bờ. Tổng trọng lượng là 17 kg. Âm ly này ăn điện 220V. Nếu như mà đấu loa vào nha, loa có đường kính bát 40 cm, to như cái nón Huế, to như cái chiếc nón bài thơ của xứ Huế nha. Ai ra xứ Huế mộng mơ vui lòng mua nón bài thơ làm quà. Ra xứ Huế mua cái chiếc nón bài thơ về làm quà thì chị em chỉ có trọng thưởng nha. Cứ cái loa 4 tấc là nó đánh cho tơi bời khói lửa. Thế còn ghép hai đôi cùng một lúc nha, thì nó chỉ chơi được hai đôi với đường kính bát là 25 cm thôi, chứ còn bát 30 cm mà chơi nhẹ nhàng thì chơi được. Thế nhưng lưu ý về cái vấn đề phối hợp trở kháng, vì trở kháng của chiếc âm ly này là từ 4 ohm cho đến 8 ohm. Đấy, nếu mà dưới 4 ohm là nó sẽ nóng, thế mà dưới thấp hơn nữa thì nó càng nóng. Thế mà về 0 ohm thì tức là chập mạch, là nó khở oi khoai xa khói. Khi âm ly mà nó có khói thì cũng không làm sao mà phải đỏ mặt gãi tai, phải vân vê gấu áo cả nha. Liên hệ với số máy 0368888479, nó lại hoạt động trở lại, đấy là một điều chắc như đinh đóng cột. Những chiếc âm ly mình cung cấp ra, những chiếc đài mình cung cấp ra, chắc chắn là nó hoạt động trở lại. Thế còn những chiếc âm ly, những chiếc đài mà mình không cung cấp thì cái đấy thì không thể nói được, tại vì cái đấy nó tùy thuộc vào duyên trần. Nếu như nó cạn duyên trần rồi thì đúng chỉ có ngải cứu nhá. Thì mình chỉ cung cấp những cái sản phẩm mà duyên trần nó còn rất dài và rất xa, để mọi người coi như là đàn ca sáu nhị nhá. Đấy, chiếc âm ly này bây giờ mình test hoạt động để mình gửi tới một người anh em có cây bụng tốt ở quê lúa, quê hương của chị 2 năm tấn, đó là Thái Bình, mang biển số 17. Người anh em này đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương, vì người anh em này đã thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc ngay và luôn, luôn và ngay. Người anh em đã chuyển đủ cho mình 1.880.000 đồng rồi. Bây giờ mình test sau đó thì bọc ni lông, bởi bọc ni lông chống sóc, chống này nọ cái lọ cái chai để cho nó ngồi vào nó êm ái, nó về đến Thái Bình nó an toàn và nó hoạt động có xi dăm 10 năm nữa. Nhớ, vì âm ly này mới đét đèn đẹt mà ở đằng sau lại còn có quạt tỏa nhiệt, quạt gió nữa. Mà hàng thì đã được kiểm nhà sản xuất kiểm tra về chất lượng, xong lại tiếp tục người nông dân Khang Audio 1861 kiểm tra về chất lượng nữa. Nó qua quá nhiều cửa ải kiểm tra về chất lượng nhá. Thế nên là khi đến tay các thượng đế sử dụng thì chỉ có vỗ đùi đen đét, vỗ đùi đen đét nhá. Bây giờ cho nó ăn điện nhá, cho nó ăn điện. Này. Đấy, thì ở đây mình test luôn cái tính năng Bluetooth. Đấy, không phải kết nối rắc gì cả, kết nối luôn Bluetooth. Và các thượng đế lưu ý, cái âm ly này tên là GHS của hãng GHS, thì cái Bluetooth ấy người ta cũng trang bị luôn cho cái tên là GHS để tránh nhầm lẫn với lại Bluetooth của cái cô hàng xóm nhá. Chứ không bảo làm sao mà mua âm ly về tôi kết nối với Bluetooth không được. Đấy. Bluetooth của nhà mình là GHS, còn Bluetooth của cô hàng xóm là cái gì thì mình không biết nhá. Cứ GHS tìm là sẽ gì, mà cái đời này nó còn có cả dâu, có cả anten để thu sóng, thế nên là phát Bluetooth, bắt Bluetooth xa ra phết. Nhà xa ra phết chứ không phải gần đâu. Khoảng cách nói chung là khoảng tầm 7-8 mét là nó bắt tốt đấy. Chục mét là bắt tốt đấy nhá.
Đấy, thế nhưng mà nó khỏi không 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 vướng, tức là đường truyền sóng Bluetooth không vướng. Ví dụ như nó vướng cửa kính thì nó giảm đi rất chi là nhiều nha. Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Ông Tơ bà Nguyệt ngỡ ngàng, chưa lên danh sách là coi như thế là nàng GHS M6 MA1625D với lại chàng ở quê hương của chị 25 tấn chưa lên danh sách ấy, thế mà cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Test về karaoke. Alo, 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 1 2. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Alo 1 2. Đây là cái volume master. Alo, từng kênh một đây này. Lên bên đây nhá. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đây điểm bên đây sáng nhá. Alo. Cho về. Ở bên đây. Alo. Đây ở bên đây sáng này. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6. Lại này. Alo. Hai cái này. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vâng. Mẹ ơi con thích dân ca Thái Bình ta đó là nuôi hát chèo. Đây là một mạch nhá. Giờ test xe xuống cái mạch dưới này. Test xuống cái mạch dưới này bây giờ mình alo xong mình ra mình đứng trước loa để cho mọi người xem mà nó có rú rít hay không nhá. Mà không cần sử dụng đến cái mạch trong hú này đâu nhá. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đây ra đứng trước loa rồi nhé, đây loa để đây này. Đây này. Đấy loa cũng GHS luôn. Đấy đôi loa này loa mặt đường kính bát là 25 cm. Còn đôi loa này nữa xem mà có thượng đế nào không cái bụng thì ngày mai mình đóng vào thùng xốp thì mình gửi cho. Đôi loa mới đét đẹp, đẹp trân trọng gửi tới các thượng đế với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ. 1.200.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Đây mình đứng trước loa, đứng trước loa không có rú rít hú hít gì cả nhá. Chiều biển rơi anh thèm thuốc lào, sợ đến tôi lại chẳng còn điều nào. Chiều biên giới thèm thuốc lào mà sợ đến túi lại chẳng còn điều nào, nó đâm lực chẳng còn tâm trạng ca với hát. Vâng, xin thưa với lại các thượng đế. Đấy với đây không dây anh đến mà chi đây gặp nhau đây mời người sới nước sới nước sới trầu sao hô kết mà nhân duyên. Vâng, anh còn son em cũng còn son mơ ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha. Đứng ở trước loa không rú rít gì. Thế thì có ưng cái bụng không ạ? Vừa rồi đã test để các thượng đế thấy coi như thế là cái âm ly này khi hát karaoke thứ nhất là không phải ngửi mic. Đấy. Có nhiều cái âm ly mà khi hát karaoke phải ngửi mic, tức là gì, là phải đưa sát cái đầu mic vào với lại cái mồm của mình thì mới được. Thế nhưng cái này thì không 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 phải ngửi mic nhá, lưu ý không phải ngửi mic là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là rú rít của nó thì hầu như là không có, đứng trước loa. Alo, đây ở đây chỉnh nhá, thích cao này. Alo, thích cao này. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, alo 1 2. Đấy, thích cao, thích trầm thì chỉnh ở những cái chỗ này, cao là hi như này. Đấy, thế còn trầm là lâu đây này. Đấy, thế còn echo các thứ thì mình chỉnh tạm tạm thế này để mọi người hát cho nó phổ thông. Alo, nhá. Các cụ ăn uống biết nhẹ mà mừng cho hai cháu được đè lên nhau. Đêm nay tuy có hơi đau nhưng mà các cháu sẽ nhớ nhau suốt đời. Vâng, chúng ta cùng chúc cho các cháu coi như thế là trăm năm hạnh phúc đến lúc đầu bạc răng long. Hạnh phúc tới lúc đầu bạc răng rụng rụng chuẩn. Bây giờ chuyển sang test nhạc nhé. Test nhạc.
hát karaoke. Đấy là còn chưa dội diều đấy, chứ còn nếu mà dội diều nó còn mượt mà nữa. Đây, kết nối Bluetooth đây này. Đây. Đấy. Bluetooth đây. Bluetooth ở đằng sau này. Đây. Không có tín hiệu gì nhá đây. Đây dâu Bluetooth đây. À, quạt chạy này. Đây. Quạt này. Đấy. Thích thật đấy. Cũng là một bức tranh rẻ nhất của đất. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không có. Bát 25 thì chỉ nhích một tí đi, nhích một tí đi. Công suất nó khỏe lắm. Đây. Này, nhích một tí này. Đây, nhích một tí đi. Đây, master đây. Như gọi chim mỗi ca trên vọng nhọn trăm năm. Tôi tìm lời đánh mất trong vùng nước cuộc đời. Trong vùng nước cuộc đời. Có thế này thôi.
volume để có thế này thì này, công suất của nó đúng là quá khỏe, khỏe như trâu, như những con trâu thèn nhá. Thôi trước khi dừng video ở đây, một lần nữa chúng ta coi như là cùng chúc phúc cho các cháu coi như thế là trăm năm hạnh phúc. Hạnh phúc tới lúc đầu bạc răng long, hạnh phúc tới lúc đầu bạc răng rụng. Nếu mà kiếp sau mà các cháu còn muốn gặp nhau nữa, chúng ta lại chúc cho các cháu hạnh phúc như kiếp này nha. Thôi xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup. Ưng cái bụng lắm đấy.